Cuối phiên giao dịch sáng nay thì giá vàng trong nước đã có những diễn biến trái chiều của các sản phẩm vàng. Tính đến 11 giờ trưa nay thì giá vàng rồng thăng long đã tăng 90.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Được giao dịch mua vào ở mức 55 820 000 đồng một lượng và giá bán ra là 56 820 000 đồng một lượng. Trái ngược với đà tăng của vàng rồng thăng long thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm nhẹ và được giao dịch mua vào ở mức 66 410 000 đồng một lượng và giá bán ra là 66 triệu 980 nghìn đồng một lượng.